Với channel của mình là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là đồng hồ đo lực kéo đại Tedlock với model là PP705500 của hãng Tedlock và được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty Khang Kiên nhé các bạn ha. Và đồng hồ đo lực kéo đại Tedlock là máy đo độ căng kéo đến từ Nhật Bản với khả năng đo trong phạm vi từ 40 đến 500 GF. Có vạch chia là 5 GF, cùng với đó là các mức chia thang số đó là 40, 250, 500, mà có trọng lượng nhẹ, thiết kế nhỏ gọn, chất lượng hoàn thiện tuyệt vời, được sản xuất tại Nhật Bản với chất lượng gia công cực kỳ tốt ha các bạn. Đây là sản phẩm lý tưởng cho các công tác kiểm tra độ căng kéo của sản phẩm, là đồng hồ giúp đo lực kéo căng dây cáp, dệt dây đai và nhiều hơn nữa một cách dễ dàng, được sử dụng nhiều trong ngành may mặc, ngành sản xuất. Đồng hồ đo lực kéo đẩy Tedlock PP705500 được phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên cho khả năng và kiểm tra chính xác rất nhỏ so với độ chia, được gia công và sản xuất tại Nhật Bản với chất lượng cực kỳ cao, vật liệu cao cấp, sử dụng bền bỉ, độ chính xác đáng kinh ngạc, bảo hành 12 tháng và gia hạn toàn quốc. Giải đo là từ 40 đến 500 GF các bạn ạ. Độ chia là 5 GF, thang đo là 40, 250, 500, trọng lượng là 85 g, độ chính xác là bằng độ chia, được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty Khang Kiên. Nhìn rất là đẹp mắt ha các bạn ha. Cái này gồm có hai kim xoay, là gồm kim đỏ và kim đen. Kim đen là để đo kết quả và kim đỏ có thể để giữ kết quả sau mỗi lần đo, có thể mình nhìn lại các bạn ha. Và ai có nhu cầu xin vui lòng với liên hệ với website maydothinghiem.com.vn hoặc tedlockvietnam.vn. Vừa qua hotline 0938 222 991 hoặc 0936 620 757. Và ai có nhu cầu liên hệ với kỹ thuật Khang Kiên, xin vui lòng với liên hệ với hotline 0938 222 971.